Số 13 Phố Minh chương 1413, yêu thú kinh cũng được triệu hồi một. Sơn Di thở dài, vốn hắn chỉ muốn trả một cái giá nhỏ nhất có thể để hoàn thành việc này, bây giờ xem ra suy nghĩ của hắn có chút ngây thơ. Lúc trước, hắn còn đang lo lắng mồi câu không đủ mạnh, đừng để bị cá lớn nuốt một ngụm mà không câu lên được cái gì, nhưng tình huống trước mắt có lẽ đã ngược lại, hắn có vẻ không kéo cần cầu lên nổi. Sen đưa tay. Ampang lập tức cúi người, vâng thưa ngài hắn đi đến trước, chuẩn bị điều động tiểu đội của mình tiến hành tấn công. Nhưng tay của Sên lại chỉ từ từ thả xuống, hắn thay đổi chủ ý của mình, nói, được rồi, cũng không cần cố gắng làm những việc thừa thải. Trong lòng am bang thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn giả bộ như không hiểu gì, lo nghĩ nói, thưa ngài, chẳng lẽ chúng ta lại từ bỏ sao? Sên lắc đầu, nói, không phải là từ bỏ, chỉ là tiết kiệm một vài bước trong quá trình, không làm những thứ vô nghĩa nữa mà thôi. Thưa ngài. Hào quang ánh trăng chúc phúc. Lúc này Am Ban ngạc nhiên mà cúi đầu nhìn xuống, phát hiện vị trí ở trước ngực mình có một đốm sáng đang lấp lóe, đó là con bướm lúc trước hắn ta đã nuốt, nó đã tỉnh lại. Cũng vào lúc này, trước ngực của đám thần quang thuộc hạ của Am Ban cũng đang xuất hiện tình huống tương tự. Không chỉ có như thế, trên người của những thi thể nằm trên mặt đất ban nãy cũng xuất hiện sự biến hóa giống nhau. Sau một khắc, tất cả mọi người hoảng sợ mà phát hiện sinh mệnh của mình đang nhanh chóng bị rút đi. Thưa ngài. Không. Ngài không thể làm như vậy. Ampan muốn chất vấn, hắn ta muốn phản kháng, nhưng tóc của hắn đang nhanh chóng bạc trắng, làn da đang dần nhăn nheo, cả người trước tiên là biến thành da bọc xương, sau đó ngay lập tức hóa thành xác khô. Phía dưới, tất cả người sống và thi thể cũng đều xuất hiện tình trạng tương tự. Từng bộ xác khô xuất hiện, đợi đến khi cơ thể những người này đều bị hút sạch sinh mệnh, từng con bướm kích thước lớn bay ra bên ngoài. Di vung cánh tay lên, phía trước hắn xuất hiện một ngọn lửa màu vàng, những con bướm này như nhận được sự kêu gọi, bắt đầu bay nhào về phía ngọn lửa, cơ thể của bọn chúng rất nhanh đã bị đốt cháy và phân giải bên trong ngọn lửa. Thời gian dần trôi qua, chất lỏng màu vàng kim đang bắt đầu chảy xuống dưới, ngưng tụ thành một con bọ ngựa màu vàng, nó có chiều cao 3 mét, một cặp vuốt lưỡi liềm cho dù giữ yên không vung chém, nhưng sự sắc bén kia lại giống như khiến không gian có cảm giác bị chặt đứt. Khi nó triệt để ngưng tụ thành hình, hai con ngươi đỏ rực lên, trong miệng phát ra tiếng kêu to, khí thế khiến người ta cảm thấy run rẩy bắt đầu tràn ra. Trước hết nó quay đầu nhìn về phía sên, tràn đầy sự khát máu. Trong hai con ngươi của sên cũng phát ra ánh sáng đỏ, con bọ ngựa cúi đầu. Yêu thú thủ hộ mặt trăng Kulisa. Ashley lập tức nhận ra thân phận của sinh vật được triệu hồi này, cũng rất khó hiểu mà nói. Không nên chứ, nó là một trong những thần thú dưới trướng của nữ thần mặt trăng, thuật pháp để có thể triệu hồi nó ra, chắc chắn là cấp bậc cấm chú, nhưng người này mặc dù phối hợp với việc hiến tế sinh mệnh, nhưng lại chỉ sử dụng thuật triệu hồi bậc phổ thông. Tri chắc nghi ngờ nói, chả nhẽ không thể triệu hồi ra một con Kulisa phiên bản ăn mày, sao? Memphis mở miệng nói, trừ phi chỉ triệu hồi ra một cái sừng hoặc một cái tay, chỉ cần là triệu hồi toàn bộ cơ thể thì nhất định phải có được cấp độ tương ứng, bất kể là nó đã yếu đi so với bản gốc, thực lực dù chỉ có một phần nghìn so với tình huống bình thường, nhưng chỉ cần hoàn thành việc triệu hồi. Thuật triệu hồi nhất định phải có cấp bậc tương ứng. Cấp bậc là có ý nghĩa gì? Tri chát vẫn chưa hiểu. Giống như là một buổi tiệc của giới quý tộc, nhất định phải có đầy đủ tước vị mới có thể có tư cách tham gia, cho nên dù hầu tước mặc quần áo tả tơi cũng có thể tiến vào, nhưng phú thương áo quần lộng lẫy sang trọng lại bị ngăn cản. Karen mở miệng nói, giống như thuật pháp pháo đài hát ngục mà chúng ta đã học, nhất định phải có được quyền sử dụng. Tri đáp lại nói, nhưng mà tôi cũng đâu có học thuật pháp pháo đài hát ngục. À, câu nói mới vừa rồi cũng không phải là nói cho cậu. Tri chấm chấm. Lúc ban đầu là một đám kẻ địch, bây giờ cho dù đã biến thành một kẻ địch phối hợp với một con thú triệu hồi, nhưng cảm giác áp lực lại trở nên mạnh hơn. Karen nhắc nhở, mọi người cẩn thận, ta hoài nghi thân phận của người này, rất có thể giống với thân phận của Mark Valo mà chúng ta đã từng gặp trong lúc huấn luyện, là người thừa kế của một nhân vật lớn nào đó. Vốn nên là thuật pháp cấp bậc cấm chú, lại có thể sử dụng ra như vậy, điều này chứng minh hắn có tư cách rất cao, cũng chính là quyền hạn rất cao. Nhưng hắn cũng không thể hiện ra thực lực mình quá mạnh. Nếu không thì con thú Colisa được triệu hồi ra này cũng sẽ không chỉ có chiều cao 3 mét. loại cảm giác này, thật ra cũng giống với Max Valo vậy, là một sự không cân xứng giữa thực lực bản thân và cấp bậc. Thật ra, có chuyện mà Karen vẫn luôn không hiểu rõ, đó chính là dựa theo lời mà phu nhân Gandiro đã nói, lăng mộ này là do chồng của bà ấy cùng với gia tộc công dơ cùng nhau sửa đổi, nhưng vấn đề là, bên trong tại sao lại có nguyên tố liên quan đến nguyệt nữ thần giáo? Có lẽ điều này ngay cả bản thân phu nhân Gandiro cũng không biết, bởi vì bà ta đã chết, bà ta được chồng mình thức tỉnh sau khi được đưa vào trong lăng mộ này. Bà ta là phu nhân của Gandiro, nhưng người phụ nữ này vốn cũng không phải là trợ thủ nghiên cứu của chồng mình. Chồng của bà ấy đã lợi dụng sự đặc thù về hiệu quả phụ ma trong tín ngưỡng gia tộc của nhà công dơ để tiến hành nghiên cứu, còn bản thân bà ấy chỉ có thể bắt bọn họ làm khán giả để phối hợp với buổi biểu diễn để giúp bản thân bớt buồn chán lại nói đến những người của Nguyệt nữ thần giáo xuất hiện bên trong lăng mộ này, rất hiển nhiên rằng bọn chúng đã có được rất nhiều thông tin đối với tình hình bên trong lăng mộ, thậm chí là đối với nghiên cứu bên trong lăng mộ. Giải thích hợp lý nhất đó chính là trong lúc ngài Gandiro thực hiện việc nghiên cứu, có thể cũng không chỉ có một bên giúp đỡ ông ta, một trong số đó cũng có sự giúp đỡ của người trong Nguyệt nữ thần giáo. Nhưng tại sao mọi việc lại trùng hợp đến như vậy? Phu nhân Gandiro cũng đã nằm ở trong nơi này hơn 100 năm người của nguyệt nữ thần giáo muốn lấy thứ ở trong nơi này sao không bắt đầu từ sớm mà phải đợi đến tận lúc này chắc chắn cũng không phải là do bản thân nguyệt nữ thần giáo là thần giáo chính thống lại nghèo đến mức không có tiền lộ phí muốn đến đây chỉ có thể đi cùng với đoàn đại biểu đâu nhỉ karen chủ động gián đoạn suy nghĩ trong đầu mình dưới mắt vẫn phải tập trung chú ý vào trên người kẻ địch và con thú được triệu hồi ra kia sân di bồng bình bay qua con bọ ngựa kulisa cũng cùng lúc tiến về phía tiểu đội của karen chuẩn bị phòng ngự tính cách của karen vẫn nghiêng về phía cẩn thận nhất là khi đối mặt với những điều không biết thích dùng phương thức bảo thủ để tiếp xúc và giải thích nó asli đã thu hồi môn bác bởi vì một mình cô không cách nào đủ năng lượng để giữ môn bác tồn tại nhưng mà cô vẫn giữ lại tiên đế để tiên đế tiếp tục bay lượng ở phía trên bởi vì duy trì tiên đế tồn tại tiêu hao rất ít quan trọng nhất đó chính là asli cần hình chiếu của một con yêu thú xuất hiện để giữ cho mình một chút cảm giác tồn tại đi thôi sen mở miệng nói kulisa chạy đến thân hình nó hóa thành một vệt sáng màu vàng muri phát ra quát khẽ một tiếng ventura lên bác và tôi chia nhau mà ngăn cản philomen nhìn chằm chằm vào tên kia karen phụ trách chỉ huy toàn cục muri thì phụ trách chỉ huy hàng cận chiến đứng ở trên cùng hai người chỉ huy cũng sẽ không xung đột với nhau sau khi ventura hóa khổng lồ thì cơ thể cũng không thấp hơn colisa nhưng về phương diện tốc độ thì hai bên không thể so sánh với nhau cho nên mặc dù ventura đã chuẩn bị rất tốt để ngăn cản colisa nhưng colisa trong lúc chuẩn bị va chạm vào nhau thì vòng ra sau ventura hai lưỡi liềm trong tay nó liên tục chém về phía trước vậy mà để trận pháp phòng ngự bị gián đoạn trong một khoảng thời gian tích tắc lập tức cơ thể của nó lắc léo Ý đồ trực tiếp xuyên qua hàng phòng ngự bên ngoài và trận pháp để tiến vào khu vực trung tâm. Bên phía Karen thiết lập hệ thống trận pháp phòng ngự trung tâm, mang ý nghĩa phe tấn công cũng nhất định phải từ bên ngoài tiến vào nếu muốn phá trận. Muri tự như đã sớm dự đoán được sẽ có tình huống này phát sinh, ưu thế của việc chia nhau thành từng hàng nhỏ để ngăn cản đã xuất hiện, lúc này cậu ta xông đến, một đao chặt lên trên lưng của Kulisa, nhưng trên người của Kulisa vô cùng trơn nhẵn, một đao chặt mạnh xuống lại trượt ra ngoài, không chỉ không thể gây ra được tổn thương gì. Ngược lại để cho mình mất đà mà trượt về phía trước. Nhưng mà, trong nháy mắt khi cơ thể sắp trượt ra bên ngoài thì tấm khiên tròn trong tay Muri dán lên phía sau lưng Kulisa, dính lên trên, sau khi dừng người lại, cả người Muri bám chặt xuống mặt đất, cơ bắp trên người nhanh chóng căng lên, dùng sức mà kéo lại cơ thể của Kulisa. Chỉ cần sự ngăn cản trong chớp nhoáng này, Memphis đã sửa chữa xong trận pháp, Áp lực của trận pháp Kendo 6 tầng lập tức ảnh hưởng lên trên người của Kulisa, cả người Kulisa càng lúc càng chậm lại, giống như đã dẫm chân vào trong vũng bùn. Và các thuộc tính có hại bắt đầu chồng lên trên người của Kulisa, giống như là nó đang bị đè ép bên dưới một cái cối xay khổng lồ. Ventura xoay người chạy về, cậu ta không ôm lấy Kulisa, mà là ôm lấy Mori, đem Mori xem như là một cái đinh ghim vậy, tiếp tục kéo giữ Kulisa. Bác cầm kiếm lao về trước cậu ta không chém hoặc đâm tới, mà là luồn kiếm vào trong phần cổ của Colusa, xương mọc ra trên hai tay khóa chặt lại hai đầu của thanh kiếm, kéo mạnh. Bên ngoài của Colusa quả thật rất trơn, nhưng bác dùng phương pháp như kéo cưa để nhằm cắt đứt phần cổ của nó. Philomen không có gia nhập vào cuộc chiến này, mà là nhìn chầm chầm Sên đang không ngừng tới gần. Sên ngửa cổ, lúc này toàn thân bị một lớp ánh trăng bao phủ, áo giáp ánh trăng bao phủ lên trên người hắn, sau một khắc, cơ thể hắn chợt léo một cái, tiến vào khu vực phía trước. Philomen cũng hành động, trong nháy mắt kéo gần khoảng cách cùng với Sen. Sen giơ gây phép trong tay lên, vuốt về phía Philomen. ầm! Uhm. Philomen bị chặn lại, nhưng cô lập tức thay đổi một phương hướng khác để tiến hành đột kích. Sen lại quét gậy phép đến, Philomen lại bị đẩy lùi một lần nữa. Nhưng mà Philomen không hề từ bỏ, càng không ngừng tiếp tục tấn công về phía Sen cô chỉ đang ngăn cản đối phương tiến lên tạo ra cơ hội để hậu phương giải quyết con yêu thú kia nhưng mà philomen rõ ràng cảm giác được đối thủ trước mắt mình này có vẻ cũng không gấp gáp chút nào sơn dì mở miệng nói người biết không ta rất không thích loại phương thức giao chiến này cứng nhắc giáo điều trập khuôn lại không có ý tưởng mới nhưng cái này lại là thói quen của trật tự thần giáo các ngươi không là truyền thống của các ngươi bao nhiêu năm qua các ngươi vẫn giữ nguyên như vậy Philomen không hứng thú với việc nói chuyện phím cùng với hắn, lại lần nữa chủ động tập kích, nhưng lần này, đối phương không có lựa chọn đỡ đòn mà là rất dứt khoát lùi hẳn một khoảng cách an toàn về sau, sau đó, hắn nhìn Philomen, mỉm cười nói. Đi ra đây mà đánh. Philomen không phản ứng với lời mời của hắn, ở lại trong phạm vi mà trận pháp bao trùm, nhìn hắn chầm chầm, sau đó đứng yên bất động. Ở phía sau, vỏ ngoài vốn trơn nhẵn đến nỗi khó tưởng tượng của Kulisa rốt cục bắt đầu xuất hiện một chút vết rạn, lực phòng ngự của thứ này, thật sự làm người ta kinh ngạc. Tri chắc hơi nghi ngờ một chút nói, tại sao vật này lại đần như vậy, ta cảm giác có chút không đúng. Karen nhìn thoáng qua Richard, anh cực kỳ tin tưởng mình cảm giác của em họ mình, điều quan trọng nhất đó chính là chính anh cũng cảm thấy biểu hiện của con Kulisa này cũng quá khô khan. Chẳng lẽ là bản thể yếu hơn, thì trí thông minh cũng bị giảm xuống. Ai cũng đều biết rõ lựa chọn bình thường nhất sau khi đánh lén thất bại thì phải lùi ra khỏi khu vực này để tìm kiếm một cơ hội khác, mà không phải lao lên như một con trâu được nổi điên, trong mắt chỉ nhìn chầm chầm về một hướng, bởi vì như vậy thì sớm muộn gì cũng bị mài chết từ từ. Alfred, ánh mắt mị ma. Vâng, thiếu gia. Alfred khởi động ánh mắt mị ma, quan sát bốn phía. Memphis thì cúi đầu xuống, tay trái giấu trong tay áo, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Đột nhiên, Memphis giống như là ý thức được cái gì, trực tiếp đạp một phát đá bay Ricch ra ngoài và vứt một mảnh lá cây màu đen lên người của Max. Gần như trong cùng một khoảng thời gian, một con kulisa màu bạc nhỏ xuất hiện sau lưng Memphis, lưỡi liềm của nó vung xuống. Thật ra sau khi Memphis đá văng Richard đã di chuyển vị trí và dùng một màn khói đen bao phủ để bảo vệ mình, đợi đến khi lưỡi liềm vung xuống, chỉ tạo ra một vết thương sâu trên lưng của ông ta. Tất cả mọi việc đều diễn ra rất nhanh, chỉ cần Memphis tự phòng ngự chậm một khắc thì cơ thể và linh hồn của ông ta cũng đã bị chém đứt làm đôi. Dù là như thế, khi Memphis đáp xuống sau bị chém bay ra ngoài cũng phát ra một tiếng trên lên, độc tố kinh khủng đang điên cuồng khuếch tán ra từ miệng vết thương. Con cu Lisa màu bạc xuất hiện ở phía trong này, con cu Lisa đang bị bao vây bên ngoài cũng nhanh chóng khô quắt xuống, Muri, Ventura và bác đều ngây ngẩn cả người, lúc nãy vậy mà bọn họ dùng sức tấn công vào một cái vỏ rỗng. Con cu màu bạc sau khi đánh bay Memphis, nhát chém tiếp theo nhằm vào trên người của Max. Trên người của Max cũng cùng lúc xuất hiện một màn khói đen bảo vệ, cùng lúc đó Alfred cũng kịp thời xuất hiện chặn nó lại. Phốt Trước ngực Max bị chém ra một vết thương đáng sợ, cả người bay văng ra ngoài, mà cánh tay trái của Alfred thì hoàn toàn bị lưỡi liềm của Kulisa đâm vào. Karen vung mạnh thanh kiếm lưu tư mà chém về phía nó, nhưng khi chặt lên trên người của Kulisa, thanh kiếm lưu tư cũng bị trượt ra, tỷ lệ tránh đòn vật lý của thứ này cao vô cùng. Mặc dù Alfred bị lưỡi liềm đâm vào, nhưng trên mặt cũng không có vẻ lo lắng chút nào, hai con ngươi xuất hiện ánh sáng đỏ, trầm giọng nói. Phẫn nộ. Kulisa phát ra một tiếng gầm nhẹ, cảm xúc chịu ảnh hưởng, nâng lưỡi liềm còn lại lên, muốn triệt để bổ tên ở trước mặt mình ra làm đôi. Thật ra, vốn dĩ nó muốn kéo ngang lưỡi liềm đang cắm trên tay của Alfred, như vậy thì Alfred sẽ bị chặt ngang thành hai phần, nhưng sự phẫn nộ để nó theo bản năng muốn dùng phương thức khiến nó thoải mái hơn để giải quyết con mồi trước mặt. Hành động này của Alfred đã tự cứu bản thân một mạng. Bởi vì trước khi lưỡi liềm của Lisa rơi xuống, từng sợi xiên xích trật tự đã trói nó lại. Karen chống hai tay ra, từng sợi xiên xích trật tự bay ra từ trên người, sau khi hoàn toàn bao trùm Kulisa, Karen đấm xuống mặt đất một cái, cưỡng ép để cho những sợi xích co lại. Kulisa cũng theo đó mà lui lại, Alfred té ngồi xuống đất, một cánh tay của anh ta đã biến thành màu tím đen. Lúc trước nếu không phải trong đội có một người như cậu Esen trong lúc quan trọng và cấp thiết nhất hành động kịp thời thì bây giờ Memphis, Richard và Max đã biến thành ba cái xác. Nếu như Max không được mảnh lá cây màu đen của Memphis bảo vệ thì cậu ta đã không đợi đến khi Alfred ra tay kịp ngăn cản, chết sớm nhất nếu là như vậy, trong đội ngũ sẽ lập tức tổn thất ba trận pháp sư. nếu như tính thêm cả riyat vào, cho dù là bọn họ không chết, nhưng đều bị thương nặng, mà độc tố còn đang nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể của bọn họ. con kulisa này thật ra đã thành công, sau khi trận pháp không có người điều khiển cũng đã dừng vận hành, hàng phòng ngự mà tiểu đội karen dựa vào đã bị phá hỏng. giờ phút này, một mình karen đang cố gắng giữ lại kulisa bên kia thì mori cùng ventura và bác đang chuẩn bị đến hỗ trợ karen lại trực tiếp kêu lên các ngươi nhìn chằm chằm tên kia philomen quay trở về mori không chút do dự quay người hướng ra phía ngoài cùng với bác và ventura phòng ngừa sên philomen thì nhanh chóng lùi người về thay đổi trận hình sên mặc áo giáp trên người chỉ đứng ở đó mà cười cười không có lựa chọn tiến công nhưng mori thì chủ động đánh qua trận pháp phòng ngự đã bị phá nếu tiếp tục giằng co cũng không có ý nghĩa gì, dù sao thì cuộc chiến ở hai phía, còn không bằng tìm kiếm một chút thời cơ ở phía bên này. Senji bắt đầu lui lại, chủ động kéo giãn khoảng cách, hắn tựa như cũng không muốn để cho mình vào trạng thái chiến đấu thật sự, hắn rất tiếc mạng của mình. Philomen xuất hiện bên cạnh của con Kulisa màu bạc này. Sức phòng ngự của nó rất đáng sợ, ngươi dùng tinh thần để giam cầm nó. Karen ho Philomen, đã rõ. Lập tức, Philomen lướt đến, mặc dù Kulisa bị xiềng xích trật tự của Karen chói chặt lại, nhưng cũng không phải là bị bao phủ hoàn toàn cơ thể, cô vẫn tìm được một chỗ khe hở, đưa bàn tay đặt lên, hai mắt nhắm nghiền, mở miệng nói. Tỉnh mộng. Philomen tỉnh, nhưng thật ra là đang trong mộng, trong chốc lát, Kulisa vốn dĩ đang dãy dụ, giống như cũng đã ngủ thiếp đi. Ngay sau đó, trên mặt Philomen lộ ra mỉm cười, giống như là đang nằm một giấc mộng đẹp cô gái này là đang dùng cách này để nói cho Karen cô có thể khống chế được con thú triệu hồi này Karen bắt đầu suy tư đến cùng phải dùng phương pháp gì mới có thể tiêu diệt được thứ này bây giờ trước hết rời khỏi đây giúp bọn người của Mori giải quyết tên kia trước nhưng mà sự tình phát triển cũng không cho thời gian suy nghĩ ha ha trong lúc lùi lại Sen phát ra tiếng cười nâng gậy phép lên vần răng lưỡi liềm ở trên gậy phép trực cháy lên ngọn lửa này đừng có mơ nữa, Kulisa, tỉnh đi. Trên người Kulisa đã chìm vào giấc ngủ bỗng có một ngọn lửa cháy lên, cơ thể bắt đầu run rẩy, cứ như sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào, ngọn lửa này còn đang sắp lan qua phía Philomen. Đi thôi, tiên đế. Nghe theo mệnh lệnh của Ashley, tiên đế đáp xuống, lơ lửng phía trên Kulisa, hé miệng, bỗng nhiên hút khí vào, ngọn lửa trên người Kulisa bị tiên đế hút vào trong miệng. Ngọn lửa Kulisa trên người dần dần yếu đi tiên đế thì bị đốt đến nỗi không ngừng run rẩy tiên đế lúc này thật sự đang dùng phương thức hy sinh chính mình để giúp đỡ mọi người kìm chân để cô không thức tỉnh nó thật vĩ đại đương nhiên nó có lẽ cũng đã quen với việc hy sinh một cách vĩ đại như thế này thậm chí mỗi một lần xuất hiện nếu không kết thúc một cách vĩ đại thì lại cảm thấy có chút thiếu thiếu philomen vẫn còn tiếp tục giữ cho cô đi ngủ phương diện phòng ngự vật lý và phòng ngự thuật pháp của nó đều vô cùng đáng sợ điểm yếu duy nhất của nó có lẽ cũng chỉ có phương diện tinh thần. Nhưng đây chỉ là điểm yếu mà không phải là tử huyệt. Thông qua phương diện sức mạnh tinh thần có thể tiến hành quấy nhiễu nó, nhưng muốn dựa vào cái này mà giết chết được nó gần như là điều không thể nào. Đây là một đối thủ cực kỳ đáng sợ, nó cũng không phải có cơ thể khổng lồ giống như Doron, lúc tiến lên giống như một ngọn núi lớn càng quét tới, cũng không giống như Compassin dùng huyễn để hành hạ và trục xuất họ bằng phương pháp không thể tưởng tượng được trên một mức độ nhất định, nó cực kỳ gần gũi, để ngươi cảm thấy mình có thể đối phó được nó, nhưng trên thực tế ngươi cũng không có quá nhiều biện pháp hiệu quả để đối phó với nó, còn hai lưỡi liềm của nó, mỗi một lần chém xuống đều có thể mang đến sát thương cực lớn. Ngay cả ba người bị thương lúc nãy bao gồm Alfred, bọn hắn lúc trước chỉ thiếu chút nữa đã bị giết chết. Tính thêm cả ri chắc may mắn bị đá văng ra ngoài, điều này có nghĩa khi nãy Karen thiếu chút nữa đã tổn thất bốn thuộc hạ. Phải biết rằng trong chuyến đi vào trong lăng mộ, tổn thất lớn nhất cũng chỉ đơn giản là tri chắc phun ra một ít máu, còn lúc này thì thành viên trong đội suýt thì bị giảm đi một nửa. Con mắt của Karen dần dần đỏ lên, thân là đội trưởng, anh nhất định phải nhanh chóng tìm ra biện pháp để giải quyết tình huống lúc này. Nhưng vấn đề là, thủ đoạn và năng lực của anh mặc dù rất nhiều, lúc trước cũng bị pan treo chọc rằng giống như một tiệm bách hóa, nhưng bây giờ, lại không có thứ nào có thể lấy ra để thay đổi cục diện à cuối cùng Ashley chịu không được phát ra tiếng kêu thảm tiên đế là yêu thú do cô triệu hồi ra tiên đế tồn tại cần cô chống đỡ tiên đế vốn tiêu hao năng lượng rất nhỏ bây giờ trong lúc chịu đựng ngọn lửa này thiêu đốt vì duy cho nó tiếp tục xuất hiện Ashley không thể không tăng cường thêm Karen đi đến bên cạnh bắt lấy tay của Ashley phát hiện vị trí lòng bàn tay của mình vậy mà cũng có một ngọn lửa đang nổi lên ngọn lửa này rất kỳ quái vậy mà có thể thông qua loại phương thức này để lan truyền. Sau khi được Karen góp sức, lúc này Ashley mới ổn định lại. Tiên đế được nguồn năng lượng mới chống đỡ cũng không có cảm thấy kích động hay mừng rỡ gì, bởi vì điều này có nghĩa rằng vẫn không thể biến mất, còn phải tiếp tục chịu đựng. Một bên khác, Muri cùng với bác và Ventura tiến hành tấn công Sen, nhưng tốc độ của Sen rất nhanh, chưa từng chọn việc chủ động tấn công mà chỉ đơn thuần phòng ngự bị động, Mỗi lần hắn vung gậy phép trong tay lên đều có thể tạo ra tấm chắn bảo vệ hắn một cách rất an toàn. Sau khi Muri tấn công mấy lần cũng đều không thể đạt được hiệu quả gì, ngược lại bị đối phương rất nhẹ nhàng mà câu kéo giống như đang thả diều. Muốn đuổi kịp hắn cũng rất khó, thật vất vả mới đuổi kịp, nhưng lại không thể phá tan lớp phòng ngự của hắn trong thời gian ngắn, thật vất vả mới phá hủy được thì đối phương lại tránh khỏi chỗ khác. Hắn ta không biết đánh nhau. Đây là suy đoán trong lòng Muri. Cái người này nhìn có vẻ như rất mạnh, nhưng đây chẳng qua là nhìn ở phía ngoài, quả thật hắn có những thủ đoạn để người ta không thể nhìn thấy được, nhưng trên thực tế, hắn vẫn có sự thiếu hụt rất rõ ràng. Nếu không, hắn ta cũng không có lý do gì mà đến bây giờ còn dằn co ở chỗ này mà không chịu giao chiến, hắn hoàn toàn có thể đột phá ra khỏi vòng vây của ba người nhóm mình để quấy rối Karen và hàng sau, để cho Colisa tỉnh giấc. Thật là đáng chết. Trong lòng Ri cảm thấy rất bực bội thật ra cậu ta cũng có một chiêu giữ lại sau cùng cậu ta cũng tin tưởng bác và ventura ở bên cạnh chắc chắn cũng sẽ có dùng phương thức đặc thù để bộc phát ra thêm sức mạnh trong thời gian ngắn cố gắng níu chân đối phương lại hoặc phá vỡ phòng ngự của hắn nhưng vấn đề là bây giờ thiếu người để có thể chữa trị tổn thương kịp thời hai người vốn thích hợp hơn để tấn công đó chính là philomen và karen nhưng vấn đề là hai người này bây giờ đều đang bị giữ chân ở bên kia bất kể là ai có thể gia nhập vào bên này thì chiến cuộc phía bên mình cũng có thể có cơ hội xảy ra một vài thay đổi. Trước mắt, người duy nhất vẫn ở trong trạng thái tự do đó là Blanc đang trị thương cho Max, nhưng mặc kệ cô ấy có rảnh tay hay là không thì một vị mục sư đều rất khó để ảnh hưởng đến thế cục vào lúc này. Sơn Di tiếp tục né tránh và giằng co, thật ra trong lòng của hắn lúc này cũng không có vẻ thông dong như vẻ bên ngoài của hắn. Vốn lúc đầu hắn nghĩ rằng Kulisa có thể thoải mái mà giải quyết tất cả những kẻ ở trước mặt, nhưng bây giờ Kulisa lại ngủ say mà không thể giải thích được, mình thử dùng ngọn lửa để đánh thức nó, nhưng ngọn lửa cũng đã bị hấp thu. Việc này khiến cho tình thế hiện tại của hắn trở nên có chút nguy cấp, hắn có thể cảm giác rõ ràng ba người trước mặt này rất muốn đánh bại mình, mà lại nhiều lần, hắn đều dự cảm được bọn họ đang tụ lực lại, nhưng cuối cùng bởi vì bản thân mình kịp thời kéo dài khoảng cách mà không thể không từ bỏ. Đây là một buổi biểu diễn xếp đi trên dây, xem xem ai là người đầu tiên rơi xuống. Muri quyết định không chờ đợi nữa, cậu ta muốn tấn công hết sức một lần. Không cần nói gì, khi cậu ta bỗng nhiên tăng cường khí thế của mình lên, cậu ta cũng biết rằng bác và Ventura bên cạnh sẽ biết làm sao để phối hợp cùng với mình. Nhưng vào lúc này, tiếng của Karen truyền đến. Chờ một chút. Trong nháy mắt Muri dừng lại tiếp tục cùng hai tên đồng đội tiếp tục chơi trò chơi mèo đuổi chuột không có ý nghĩa với kẻ ở trước mặt. Sau khi ngăn cản mori tay phải Karen nắm lấy Ashley tiếp tục cung cấp năng lượng linh hồn cho cô, thiên mị xuất hiện ở phía sau biết thành đôi cánh, để anh có thể kéo túng theo Ashley cùng nhau bay lên, đi tới phía trên của Philomen và Kulisa. Lòng bàn tay trái Karen hướng xuống dưới, trong chốc lát, gió nổi lên. Những luồng khí đang không ngừng thổi đến từ bốn phía, hội tụ lại bên dưới của Karen không cách nào phủ nhận là đó là các trận pháp sư trong đội bị Kulisa vô hiệu hóa đã để cho Karen cảm thấy bối rối trong một khoảng thời gian. Đây là một sự bất an mãnh liệt khi mọi việc sự khỏi tiết tấu khống chế quen thuộc của mình, nhưng anh nhất định phải ép buộc bản thân mình nhanh chóng tỉnh táo lại để nghĩ ra phương pháp xử lý thế cục hiện tại, bởi vì bây giờ tất cả thành viên trong đội đang trông chờ vào mình. Bây giờ anh đã nghĩ ra được kế hoạch. Nền móng của pháo đài hát ngục bắt đầu hiện ra ở phía dưới lúc ở bên trong thế giới của cánh cổng luân hồi karen đã mất đi tất cả vũ khí chiến trang được phân phối của pháo đài hát ngục mỗi một món đều có giá vô cùng đắt đỏ cho nên cũng không có khả năng mua để bổ sung cho nên cái thuật pháp pháo đài hát ngục này vốn dĩ là thuật pháp được để sâu nhất trong kho vì dù sao thì trong một khoảng thời gian dài nó cũng sẽ không có cơ hội để ra sân nhưng bây giờ nó lại có giá trị nếu sức phòng ngự của con kulisa này đã ghê gớm như vậy những biện pháp khác không dùng được, vậy thì tạm thời không phải nghĩ cách mà tiêu diệt nó, mà là để nó triệt để kiên tĩnh lại. Phương thức cầm chân nó vốn cũng có, Philomen đang thực hiện, cho dù có thể bỏ đi những nhân tố không xác định thì cũng phải trả một cái giá rất lớn. Karen dự định đổi sang một phương pháp khác có thể tiết kiệm nhân lực hơn. Phía dưới, pháo đài hắc ngục đang từ từ được xây dựng lên. Ở đằng xa, Shen đang cùng với ba người Muri vần nhau thì trông thấy một màn này, ánh mắt nghiêm trọng, hắn không phải kinh ngạc vì sự xuất hiện của pháo đài này, mà là không nghĩ tới người kia lại có thể dùng sức của một người để sử dụng cái thuật pháp chiến tranh này. Nhất là, người kia vẫn còn đang giúp sức cho triệu hồi sư ở bên cạnh. Cuối cùng pháo đài hắc ngục sắp được hoàn thành. Sau đó, là bước thao tác mấu chốt nhất. Từ dưới chân Karen, xuất hiện thêm ba sợi xiềng xích trật tự, một sợi quấn chặt Philomen, một sợi quấn chặt Ashley, một sợi cuối cùng thì quấn chặt lấy tiên đế sau một khắc ba sợi xiềng xích trật tự đồng loạt vung lên philomen đang nhắm nghiền hai mặt bị quăng ra khỏi phạm vi của tòa pháo đài Ashley bên cạnh karen cũng bị ném ra còn về tiên đế thì bị karen dùng sợi xích kéo xuống trực tiếp đập lên trên người kulisa vừa mới tỉnh dậy từ giấc mộng tiên đế chấm chấm ầm um. cũng chính mượn nhờ vào một khoảng thời gian ngắn này Karen thành công hoàn thành phong tỏa, pháo đài hát ngục, không có cửa, không có cửa sổ, không có cầu thang. Ở bên trong kiến trung trung tâm, Kulisa ở lầu 1, Karen ở trên lầu 2. Kulisa tỉnh táo lại theo bản năng muốn rời khỏi nơi này, nó giơ hai lưỡi liềm lên trực tiếp chém vào vách tường ở phía trước mặt. ầm, uhm. Vách tường nhô lên rồi trùng xuống, có lẽ cũng không chịu nổi đòn thứ hai. Ngực của Karen cũng cảm thấy đau đớn, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng anh vẫn duỗi tay ra nắm lấy quả cầu ở trước mặt, dấu ấn trên mu bàn tay phát ra ánh sáng, một sợi dây leo bò ra từ trong quả cầu màu đen bám vào trên tay Karen. Giờ khắc này, Karen, pháo đài hát ngục và thần khí lưỡi hái chiến tranh giữa ba thứ tạo thành liên kết. Sức mạnh của lưỡi hái chiến tranh được truyền xuống, trợ giúp vận hành tòa pháo đài này. Vách tường vốn dĩ sắp bị phá hỏng, trong nháy mắt phục hồi như cũ, Kulisa vẫn còn tiếp tục vung vẩy hai lưỡi liềm của mình, nhưng bây giờ Karen chỉ cảm thấy có người đang đánh mình, mặc dù vẫn cảm thấy đau đớn như cũ, nhưng dễ tiếp nhận hơn so với lúc đầu. Đúng vậy, anh biến pháo đài hát ngục vốn đã mất đi tất cả vũ khí chiến tranh trở thành một nhà tù. Bây giờ Karen là cai ngục trưởng, chuyên giam giữ một phạm nhân. Sau khi bị ném ra ngoài thì Philomen mở mắt ra, xoay người yên ổn đáp xuống đất. Cô nhìn tòa thành ở trước mặt một chút, lại nhìn đám người của Muri ở phía sau không cần Karen ra lệnh hay nhắc nhở, cô lập tức ý thức được mình nên làm cái gì. Lúc trước cô Lisa đột nhập vào trận pháp phòng ngự, phá vỡ sự thông dong của tất cả mọi người, như vậy thì bây giờ phải dùng phương thức trực tiếp nhất để giải quyết cục diện trước mắt. Giữa trán của Philomen xuất hiện một dấu ấn của gia tộc, hai tròng mắt của cô bắt đầu trắng bệch, trên người bắt đầu có máu tươi tràn ra, đây là một loại thuật pháp tấm kỵ của gia tộc, kích phát ra tiềm năng của mình. Loại thuật pháp này rất nguy hiểm, cũng không phải bởi vì tác dụng phụ của nó, mà là bởi vì ở trong mộng rất dễ dàng bởi vì không quan tâm đến bản thân mà bị tiêu hao quá nhiều, cuối cùng dẫn đến bản thân chết đi khi ở trong mộng. Giữ hắn lại. Philomen đang hối hả di chuyển về phía này, lúc này cũng lạnh lùng lên tiếng. Muri phát ra một tiếng gầm nhẹ, tấm khiên tròn mở rộng, đoạn đao cũng dài ra, trong chốc lát, trên tấm khiên tròn phóng ra một tia sáng đập thẳng về phía dưới mặt đất phía trên đầu xuất hiện những đám mây màu đen. Đoạn đao của Muri đâm xuống mặt đất phía trước mặt, mây đen bị một chùm sáng xuyên thấu qua, chiếu về phía Sen. Sen vô ý thức muốn né tránh, nhưng khi Muri ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng, cột sáng kia thay đổi phương hướng, đuổi theo khóa chặt lại Sen. Áp lực kinh khủng đè xuống tới, Sen chỉ cảm thấy cơ thể của mình nặng xuống, lá trắng trên người mình đang nhanh chóng biến mất. Sen lập tức giơ gậy phép trong tay lên, đang lúc hắn chuẩn bị tăng cường phòng ngự cho bản thân và thay đổi vị trí, hai con ngươi của bác chảy ra máu, mười ngón tay của cậu ta đang xen vào nhau, trầm giọng nói. Bạch cốt giam cầm. Trăng rắc. Trăng rắc. Bốn phía xuất hiện những tiếng ma sát chói tai, lập tức, từng hình chiếu của những khúc xương trắng xuất hiện xung quanh rồi phong tỏa sên như thêm một lớp nữa. Sên bị khóa chết không gian có thể di chuyển lập tức gỡ một viên bảo thạch xuống từ trên ngực rồi bóp nát, phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu sáng cực nóng, ở trên còn có ngọn lửa đang vật vờ, bất kể là xương trắng hay vẫn là mây đen, vào lúc này đều có xu thế bị hòa tan. Trống Ventura phát ra một tiếng rít lên, cơ thể khổng lồ vọt lên, vọt tới đằng sau quả cầu lửa, sau đó chịu sự thiêu đốt của nó, mang quả cầu lửa kia sang chỗ khác. Cuối cùng thì Sen bị phong tỏa hoàn toàn. Philomen xuất hiện vào lúc này, vượt qua mây đen, tránh khỏi xương trắng xuất hiện ở trước người của Sen. Trước hết cô dùng nắm đấm đấm về phía trước, quần áo trên người Sen tạo một màn bảo vệ cuối cùng chặn lại nắm đấm. Nắm đấm của Philomen bị chặn lại trước người của Sen, nhưng Philomen không thèm quan tâm, nắm đấm xoay một cái, da thịt trên tay phải nứt ra, sau đó tiếp tục cho đến phần cổ tay, rất nhanh toàn bộ tay phải đã hoàn toàn biến thành xương trắng. Cũng bởi vậy, lớp phòng ngự cuối cùng trước người của Sen cũng xuất hiện một lỗ hổng, tay trái Philomen cầm dao găm, toàn bộ sức mạnh trên người đều truyền vào trên con dao găm, bao gồm cả khí huyết của bản thân. Trong chốc lát, trên con dao găm lấp lánh ánh máu, mà bản thân Philomen thì trở nên vô cùng tiều tụy. Cô đẩy thanh dao găm vào, bản nhân thì dùng phần sức lực cuối cùng đạp về phía sên, cả người bay ra ngoài, đồng thời tay trái vung về trước. Phốt! Thanh dao găm đâm vào cơ thể của sên, không có xuyên thủng qua đằng sau, mà là dưới sự dẫn dắt của philomen mà vọt lên trên rồi bay ra ngoài từ chỗ xương sọ Bốp. Cái mặt nạ bên ngoài mặt của sên bị phá hủy lộ ra một khuôn mặt không phân biệt được là nam hay nữ tóc của hắn là màu tím lập tức đầu của sên nổ tung T. A bên cạnh bờ ao một người đàn ông tóc tím ôm lấy đầu mình mà gào thét đau đớn nước mắt và nước mũi đều không bị khống chế mà bắt đầu chảy ra Bên cạnh có một cô gái mặc váy liền thân màu vàng, quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi: "Sen, ngươi thế nào rồi?" "Thưa thần tử, phân thân của tôi bị tiêu diệt. Nhiệm vụ thất bại rồi sao?" "Đúng thế." "Ngươi không nên trả lời một cách đơn giản như vậy." "Thật có lỗi, thưa thần tử, phân thân của tôi không thể truyền lại ký ức trước khi chết, nguyên nhân chắc hẳn là vì phần đầu bị phá hủy đầu tiên." "A, à, là như thế sao?" "Thưa ngài thần tử, Tôi đang hoài nghi bên phía trật tự thần giáo có lẽ đã nhìn ra được kế hoạch của chúng ta ở khu vực viên, thế lực duy nhất có thể phá hư hành động của chúng ta lúc này. Cho nên, cô gái hỏi, hành trình viếng thăm lần này của ngài có cần phải hoãn lại chăng? Không có gì đáng ngại. Cô ta thờ ơ lắc đầu, thuận tay ngắt lấy một cánh hoa đỏ thắm ở trước mặt rồi bỏ vào miệng, một chút nước màu đỏ tràn ra từ khóe miệng, những việc làm lén lút sau lưng, đều là việc nhỏ, không chỉ không được trì hoãn, còn phải hối thúc tiến trình, ta nghĩ, có lẽ ta nên sớm đến thành phố giót để bắt đầu đàm phán chính thức. Có vẻ như ăn chưa đã, cô ta lại ngắt lấy một cánh hoa, trước khi để vào bên trong miệng, mở miệng hỏi. Ta nhớ được trên tình báo có nói, vị công chúa của đảo Ám Nguyệt kia, cũng tiến vào trật tự thần giáo. Đúng vậy, trật tự thần giáo bây giờ có vẻ như rất thích thu nạp người trẻ tuổi của các thế lực khác đến chỗ bọn họ bồi dưỡng học tập, Luân hồi thần giáo lần này cũng chọn ra rất nhiều người trẻ tuổi để đưa đến. Phát cho phía trật tự một lời nhắn rằng khi ta đặt chân đến thành phố Giót rất hy vọng có thể gặp được vị công chúa của đảo Ám Nguyệt kia. Ngài cảm thấy hứng thú đối với cô ta. Trên vần trăng tròn lại xuất hiện một điểm màu đỏ, điều này có nghĩa rằng có người thật sự đang kích hoạt truyền thừa của nữ thần Ám Nguyệt, đây chính là thuốc bổ rất tốt, ta đang suy nghĩ ngọn nguồn của việc này sẽ là ai chứ? Ngài hoài nghi là cô ta có khả năng này đi ai biết được có lẽ trật tự thần giáo đã dùng cái biện pháp đặc thù gì đó để kích thích huyết mạch của cô ta đâu nếu như ngài tự mình đến bà nói thì tôi cần đưa ra lời thỉnh cầu về phía hội trưởng lão đồng thời yêu cầu bên phía trật tự thần giáo sửa đổi quy cách tiếp đón đừng yêu cầu cái quy cách gì trật tự thần giáo người ta vừa đánh bại luân hồi đang rất kiêu ngạo đấy làm sao lại thèm để mặt trăng vào trong mắt của mình đây sinh vừa giơ khăn tay lên lau nước mũi và nước mắt vừa mỉm cười nói việc này cũng không nhất định, kết quả đàm phán của giai đoạn trước cho thấy, trật tự thần giáo tựa như rất nguyện ý sửa chữa thần thoại tự thật, thay đổi quan hệ giữa nữ thần mặt trăng và thần trật tự trở thành tình nhân. Cô ta nghe vậy, cười nói, vậy thì chẳng phải Ankara sẽ tức chết thêm một lần sau. Phía dưới yên tĩnh trở lại, Kulisa đã hóa thành một vũng máu, không có sên điều khiển, nó cũng không có lý do có thể tiếp tục tồn tại. Khục khục. Sau khi Karen liên tục ho khan, di chuyển tay vung máu ở trên xuống pháo đài hát ngục cũng tiêu tán theo karen từ từ đáp xuống đất anh nhìn khắp bốn phía phát hiện trên mặt đất có không ít người đang nằm được rồi mặc dù lần chiến đấu này mọi người cũng không chơi đùa sản khoái cho lắm nhưng ít ra toàn bộ đều còn sống anh bắt đầu có chút nghi ngờ bản thân nghi ngờ năng lực chỉ huy và lãnh đạo của mình lúc trước không có thời gian để suy nghĩ bây giờ trong đầu anh bắt đầu tự hỏi nếu như Neo là người chỉ huy trận chiến này thì tình hình có thể cũng trở thành như thế này hay không? Suy nghĩ một hồi Karen nhớ lại lần thứ nhất đi theo tiểu đội Neo làm nhiệm vụ bảo vệ cho Ophelia, lúc trên đường, Neo dẫn những người khác truy đuổi, đợi đến khi mình và đám người Fanny đuổi theo đến nơi đã nhìn thấy là từng người từng người thương binh nằm trên mặt đất, lúc liên hoan kết thúc nhiệm vụ. Người ngồi xe lăn đi tới còn nhiều hơn người đi bộ. Từng, sau khi so sánh bản thân cùng với Neo một chút thì phát hiện trong lòng mình cũng không còn cảm thấy khó chịu như vậy, cảm giác bị thất bại cũng giảm bớt rất nhiều. Karen mím môi, giơ tay lên, dùng giọng nói mang theo một chút khàn khàn mà hô lên. Điểm danh một lần, ai chết giơ tay lên. Blanc đi trị liệu cho Memphis trước, nhưng ánh mắt Memphis kiên định nhìn về phía Max. Mặc dù Esen là mới gia nhập tiểu đội, nhưng trong mắt ông ta, Tất cả mọi người trong tiểu đội ngoại trừ Karen ra thì đều là những đứa trẻ giống như Richard. Không do dự chút nào, Blanc ngay lập tức đi trị liệu cho Max. Richard bò lên, lúc đầu bởi vì cậu ta mất máu cần có người đỡ đi, bây giờ trái lại cậu ta trở thành một trong những người khỏe mạnh nhất trong đội. Cậu ta đi đến bên người Memphis, muốn xem xét tình huống của Memphis, Memphis nhắm mắt lại, không thèm để ý tới cậu ta. Richard cúi người, kiểm tra vết thương phía sau lưng Memphis, máu thịt chỗ này đã bắt đầu mục nát, hai tay của cậu ta đặt đối diện nhau, từng luồng tơ trắng bắn ra, rất nhanh đã xen lẫn thành một quả cầu bông màu trắng. Tri chắc lại bắn một sợi tơ về phía miệng vết thương của Memphis, rất nhanh, độc tố màu đen bị rút ra ngoài theo sợi tơ màu trắng. Khi bị ô uế thì việc quan trọng nhất đó là chú ý thời gian để xử lý thật sớm, tuyệt đối không thể kéo dài. Memphis đang nghe chuyện trên TV audio CV cảm giác ở sau lưng ngứa ngứa, quay đầu nhìn về phía Richard, ông ta không nghĩ tới con của mình vậy mà thật sự còn có chút ít tác dụng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút vui mừng. Tri chắc thì hiểu lầm vẻ mặt của Memphis, đắc ý nói, ha ha, lúc ở nhà cha tôi luôn đánh tôi, đúng là đánh ra được một chút tác dụng đấy, tôi phát hiện dùng phương thức này để lấy máu bầm ra thì rất thích hợp, lúc ấy liền nghĩ có thể có công hiệu khác hay là không, không nghĩ tới thật sự là có. Memphis mở miệng nói, xem ra cha ngươi đánh cũng có tác dụng. Tri chắc nhẹ gật đầu, nói về sau chờ đến khi tôi lớn cũng phải thường xuyên đánh đập ông ấy nói không chừng cũng có thể để cho ông ấy xuất hiện ra được năng lực mới tối thiểu nhất thì cũng có thể giúp cơ thể khỏe mạnh memphis toàn bộ quả cầu tơ đều biến thành màu đen mà miệng vết thương ở phía sau lưng memphis cũng không còn màu đen bị hút ra có nghĩa việc trừ độc cũng đã xong tri chắc lấy ra một bình thuốc thể lực rồi rót vào miệng mình đứng dậy đi về hướng max lại ngưng tụ ra quả cầu tơ giúp max rút độc ra lúc này max đã được blanc xử lý sơ cũng không có quá nhiều độc tố bị rút ra max nằm trên mặt đất thở dốc có chút khó khăn cậu ta chỉ chỉ vào lồng ngực mình nói với Richard hình như bị thương ở bên trong Richard đưa tay lột áo ra cẩn thận kiểm tra một chút từng ly từng tí nói tin tức cốt là vết thương rất sâu nhưng cũng không tổn thương đến nội tạng theo kinh nghiệm của tôi thì sau khi xử lý sơ bộ thì đến bệnh viện giáo hội để nằm viện vài ngày là được tin tức xấu thì sao max hỏi trận pháp sư đều là những người theo chủ nghĩa đối xứng vết thương có chút kỳ quái cắt ngang hơi quá mức dẫn đến hai đầu ti của cậu cũng bị cắt đứt max tri chắc tiếp tục nói chờ đến khi vào giáo hội bệnh viện để trị liệu lúc phục hồi như cũ cậu nhớ kỹ phải nhắc nhở bác sĩ phải chú ý phục hồi hai vị trí này lại như cũ cậu cũng phải cho nhiều ý kiến một chút đừng luôn luôn nghĩ rằng việc này không quan trọng nếu không phải thì bọn họ cũng không cố gắng để phục hồi lại như cũ cho cậu đâu. Max có chút bất đắc dĩ nói, cái này thì có gì liên quan chứ? Tại sao không có gì liên quan? Đây chính là hai điểm mẫn cảm, nếu bị hỏng thì rất đáng tiếc. Max Tri chắc loạn trà loạn choạng mà đứng người lên, đi về phía Alfred, cậu ta rất mệt mỏi, nhưng cậu ta vẫn còn đang kiên trì làm một tên lưu manh ở trong một tiểu đội ưu tú nhìn thì có vẻ rất dễ chịu và thoải mái nhưng thật ra cũng cần phải đối mặt với áp lực tâm lý rất lớn, thừa dịp mình bây giờ vẫn còn có tác dụng, tri chắc muốn cố gắng phát sáng một chút. Sợi tơ bám vào trên miệng vết thương của Alfred, độc tố màu đen nhanh chóng bị rút ra. Côn trùng ánh sáng do bản thân Philiac nuôi dưỡng ra vốn được gửi gắm tín niệm hướng về ánh sáng của đoàn người Philiac, mặc dù trong một khoảng thời gian rất dài biến thành loại côn trùng nguyền rủa nhằm vào người trong tộc ám nguyệt nhưng bản chất của nó thật ra cũng không thay đổi. Cảm ơn, vất vả rồi. Alfred nói. Ha ha, đừng có khách khí như vậy. Tri chắc đứng người lên, lắc đầu, sau đó lão đảo một cái, ngồi trên mặt đất. Blanc đi tới, giúp Alfred tiến hành xử lý triệt để cho Alfred. Sau khi Tri chắc nghỉ ngơi một chút thì lập tức đứng dậy, đi về phía Karen. Lúc này Karen cũng đứng người lên. Anh có bị thương không? Tri chắc quan tâm hỏi. Karen lắc đầu, ta không sao. Mặc dù anh bị cô Lisa làm bị thương không nhẹ, nhưng cũng không phải tiếp xúc trực tiếp, mà Karen cũng không cần lo lắng đến mức độ ô uế này. Cậu đi xem Ashley một chút đi. Karen nói. Tôi không sao. Ashley cũng đứng lên, cô tiêu hao khá nhiều, lúc này đang tự uống thuốc phục hồi thể lực. Thật ra, cô cũng không yếu, ở độ tuổi này, các phương diện thể chất đều cực kỳ tốt, dù sao cũng là người có thể chiến thắng ở trong cuộc tuyển chọn của đại khu thành phố york chỉ có điều cái nghề nghiệp triệu hồi sư này cần tích lũy tuổi tác không chỉ cần phải học tập còn cần có đầy đủ thời gian để tạo mối quan hệ tốt với những con yêu thú kia thứ mà ashley cần bây giờ đó là thời gian karen đi về phía trước đi tới trước mặt philomen philomen rất yên tĩnh mà nằm trên mặt đất tay phải đều toàn là xương trắng nhưng mà chính bản thân cô đã tự cầm máu vất vả rồi karen mở miệng nói philomen nhìn karen không nói chuyện cô không thích phải đối mặt với loại tình huống này nếu nói khách quan cô có vẻ như càng quen với thái độ thờ ơ lạnh lẽo của karen karen đưa bàn tay đặt ở phía trên philomen thuật trị liệu xuất hiện anh cũng không biết thuật trị liệu cao cấp muốn trị liệu kỹ càng hơn cần phải đến bệnh viện giáo hội phối hợp với các loại thuốc đặc hiệu thì mới có hiệu quả bây giờ cũng chỉ có thể để cho cô ta cảm thấy thoải mái hơn một chút Nói như thế nào đây, cô ta thật sự rất liều mạng, biểu hiện lần này của cô đã đủ để xóa đi một chút khúc mắc ở trong đáy lòng của Karen về chuyện lần trước. Thật ra cô ta cũng chỉ là một cô gái đáng thương mắc chứng sợ giao tiếp xã hội. Nếu như vào lúc trước, có lẽ cô ta là khách hàng mà mình sẽ cố gắng trị liệu. Tri chắc cũng loạn trà loạn choạng mà đi tới, sau khi ngồi xuống, cầm chén nước trong tay, nhỏ giọng nói, ngoan, há miệng, đút cho cô một chút nước tôi có bỏ vào bên trong thêm một chút thuốc bổ bà đã làm cho tôi philomen hé miệng được tri chắc đút một chút thuốc rất nhanh cô đã phát hiện ra điểm đặc thù của thuốc trong chén nước cơ thể bỗng nhiên cảm thấy có chút ngứa khí huyết có dấu hiệu hồi phục philomen nghi ngờ nói lúc trước sao ngươi không dùng tôi cũng chỉ phun ra một chút máu dù sao thì cũng không chết được cho nên không nỡ ăn muốn giữ lại để cho mọi người dùng cuối cùng mọi người lại bị thương nặng hơn tôi Karen nhìn về phía Richard. Richard đưa cái chén về phía của Karen, hỏi, anh có muốn uống một chút không? Karen lắc đầu, hỏi, cậu đã cho Memphis uống chưa? Không có, ưu tiên phụ nữ. Ừm vậy thì đừng có nói cho ông ấy biết. Karen đứng người lên, đi đến trước người Muri, Muri ngồi ở chỗ đó, hai tay bị chuột rút một chút. Thế nào? Karen hỏi. Không có vấn đề gì lớn. Muri cười cười. Ừm. Karen vỗ vỗ bờ vai của hắn. Muri mới là người chịu đòn nhiều nhất trong tiểu đội, khác với Richard, cậu ta là bị đánh, hai người không giống nhau. Bác để trần phần thân trên, lúc này còn đang há mồm thở dốc, thấy Karen đi tới, cậu ta bận biểu khoát khoát tay, ra hiệu mình không có việc gì. Karen đi về phía Ventura. Ừm. Ventura không có nằm trên mặt đất, mà là ngồi sổng ở bên cạnh thi thể sên, nghe được tiếng bước chân quen thuộc, cậu ta quay đầu lại để lộ gương mặt bị cháy rụi một nửa hưng phấn hô nói đội trưởng cá lớn cá lớn đấy một màn này để karen có chút hoảng hốt vốn là một cậu bé thuần khiết như thế nào cuối cùng lại bị mình ảnh hưởng thành ra thế này rõ ràng trên người đã bị cháy rụi một nửa không có nằm trên mặt đất thở dốc chịu khổ ngược lại đang gắn gượng cơ thể đau đớn mà đi mò đồ của xác chết karen rất là đau lòng mà ngồi xuống bên cạnh ventura mở miệng hỏi có thứ gì tốt không có cái này, có cái này còn có cái này, còn có những thứ này Ventura đưa về phía Karen cây gậy phép lúc nãy vị trí của viên bảo thạch ở trên cây gậy phép lúc này đang trống không vần trăng màu đen tạm thời đang thay thế cho viên bảo thạch cũng đã biết mất cây gậy phép cầm vào tay cảm thấy nhẹ nhàng bên trong giống như là có vô số những đường vân lít nha lít nhíp cho dù không có viên bảo thạch ở bên trên thì giá trị của nó cũng rất lớn mặt khác bộ quần áo bị hư hại trên thi thể của sinh chất liệu của bộ quần áo này lại còn tốt hơn một vài bộ thần bào trận pháp bên trong mặc dù bị phá hủy một chút nhưng còn có thể sửa chữa lại cũng rất đáng tiền vụn vặt lẻ tẻ một chút trang sức đều là thánh khí cấp thấp cấp tóm lại những vật này cộng lại nói ít cũng phải khoảng 7 tám nghìn phiếu trật tự nếu như có thể tu bổ lại giá cả còn có thể tăng lên thêm ventura có chút tiếc nuối nói chỉ có trên người hắn ta có nhiều đồ trên thân của những người khác đều là trống không bọn chúng sợ để lại thi thể và đồ trên người sẽ trở thành chứng cứ chắc chỉ vào phần đầu biến mất của sên nói trước kia khi tôi nhìn thấy hắn cảm thấy cái mặt nạ đồng ở trên mặt của hắn là thứ quý giá nhất karen nghe nói như thế kiểm tra lại cái thi thể không đầu này một lần nữa rất nhanh đã phát hiện có chỗ không đúng cấu tạo cơ thể bên trong thi thể này cực kỳ đơn giản mà còn thiếu sót một vài cơ quan cấu tạo làn da xương cốt cũng có chút quá chỉnh tề giống như là đã được cải tạo lại ventura tiếp tục nói cho nên không nên đánh bể đầu cái mặt nạ kia cũng mất cô ta làm đúng karen nói về philomen đây là một con rối phân thân ventura trừng lớn mắt nói lợi hại như vậy vẫn chỉ là một con rối phân thân từng nếu như hắn có năng lực truyền tin tức về cho bản thể thì trước hết phá hủy đầu của hắn chính là biện pháp hữu hiệu nhất a à, thì ra là như thế này là do tôi kém hiểu biết ventura nhìn thoáng qua philomen đang nằm ở đằng kia mà được tri chát móng thuốc từ đáy lòng mà tán thưởng cô ta cô ấy rất mạnh đội trưởng tôi cảm giác rằng trong tiểu đội của chúng ta ngài là lợi hại nhất cô ta là người lợi hại thứ hai điều này thì ta biết trong lúc tuyển chọn ở đại khu chỉ có cô ta có thể tiếp tục nói chuyện rõ ràng cùng với mình kém chút nữa bởi vì tôi để cho tiểu đội chúng ta phải tổn thất một người lợi hại đến như vậy. Ventura vẫn cho rằng lúc trước Karen từ chối để Philomen gia nhập vào đội là để trút giận giúp cho mình. Karen nghe nói như thế thì cười, sờ lên mái tóc. Không phải là việc của cậu, đừng tự trách bản thân. Có một số việc là không thể nhảy bước, không có sự tranh chấp và đối lập ngay từ đầu, không làm giảm bớt đi sự kiêu ngạo lúc trước của cô ta thì trong cục diện lúc trước, có lẽ ngay từ đầu cô ta đã một mình lao lên mà không thèm quan tâm đến mệnh lệnh của mình kết quả cuối cùng rất có thể là mình và cô ta sẽ cùng lao lên hàng đầu để đánh nhau có lẽ nguy cơ lần này cũng có thể vượt qua nhưng tiểu đội tối thiểu nhất phải có nửa người chết đi chờ đến khi vết thương của mọi người đều đã được xử lý sơ karen lập tức ra lệnh cho mọi người rời khỏi nơi này nơi này không thể ở lại quá lâu sợ rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn Acelot vẫn đang lo lắng mà chờ đợi tin tức từ phía Karen, sau đó nó đã sử dụng quyển trục cầu cứu nhưng vẫn gấp gáp không chờ được, đang lúc nó rất là lo lắng thì nhận được lời kêu gọi của Karen. Từng cái bọc khí bị phun ra, bao phủ đám người tiến vào trong bụng của Acelot. Đến nơi này, mọi người xem như đã tạm thời an toàn. Karen đi qua, ông lấy pan đang nằm ngáy o o, tìm chỗ bằng phẳng để ngồi xuống, bản thân mình cũng nhắm mắt lại một hồi. Tang đang ngủ thì duỗi móng vuốt ra, sờ sờ người bên cạnh, sau đó đổi một tư thế gối đầu khác, ngủ tiếp. Sau khi trở lại trên bờ, rất nhanh liền phát hiện người đang cảnh giới là nhóm của Shenxi. Không bao lâu, Shenxi đã dẫn theo thuộc hạ đến đây, khi hắn trông thấy rất nhiều người trong tiểu đội của Karen đều đang bị trọng thương, hắn cũng không hỏi thăm gì thêm mà lập tức sắp xếp để đưa toàn bộ tiểu đội của Karen đến bệnh viện giáo hội ở thành phố Tan Phổ. Trong lúc tiến hành thủ tục nhập viện, Sensy giúp Karen đi nhờ vả, tiến hành giấu giếm thân phận của những người bị thương, từ những người trong tiểu đội của Karen bị thương biến thành người trong tiểu đội của Sensy bị thương, đương nhiên, tiền phí chữa trị cũng nhất định phải đưa, hơn nữa còn phải đưa nhiều thêm một chút. Nhiệm vụ tư có một điểm yếu, đó chính là sau khi bị thương cũng sẽ không được miễn tiền phí chữa trị, cũng không thể nói rằng mình bị thương trong lúc đi trộm mộ. Nhưng vẫn may đó là tiền viện phí cũng không quá đắt đỏ lúc trước karen cũng đã từng tính toán phát hiện trong các khoản tiêu dùng phiếu điểm thì tiền phí chữa trị trong bệnh viện là có lời nhất sau khi sắp xếp cẩn thận xong cho các đội viện karen ôm pan đi đến quầy trực y tá bấm số của bệnh viện mà đội trưởng đang nằm không bao lâu sau y tá bên kia đã gọi neo tới ha ha nghe cô y tá nói đây là điện thoại gọi đến bệnh viện giáo hội của thành phố gần bên xem ra chúng ta đều trở thành người cùng nằm trong phòng bệnh rồi phải không karen Tôi cho ngài sẽ hỏi nhiệm vụ của chúng tôi có thuộc lợi hay không trước, dù sao thì ngài còn bỏ ra 50.000 phiếu trật tự đấy. Chuyện này cũng không cần hỏi, cậu cũng đã ở bệnh viện, phải trả một cái giá lớn như vậy thì chắc chắn cũng kiếm được không ít, ta sẽ không lỗ vốn, chỉ là vấn đề kiếm lời được bao nhiêu mà thôi. Trong đội có rất nhiều người bị thương. Có ai chết không? Không có. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần không có người chết thì không tính là việc gì lớn cả. Neo an ủi. Từng. Đầu dây điện thoại hai bên, đều trầm mặt một hồi, Neo nhịn không được, này, ta nói ta rất có lòng tin cũng là thật đấy, nhưng cậu thật sự cũng không muốn báo cáo gì với ta hay sao? Nói chuyện trong điện thoại sẽ không dễ dàng, cũng không tiện, có rất nhiều việc, cũng hơi nghiêm trọng. À, là như thế sao, vậy thì chờ cậu trở về thì chúng ta nói sao? Vậy tôi cúp máy trước đây, trung đội trưởng. Ừm, cậu nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi cúp điện thoại, Karen nhẹ nhàng lắc lắc cổ, chính anh cũng có một phòng bệnh, nhưng mà cũng không phải để mình trị liệu, mà là vì để nghỉ ngơi. Điều kiện trong bệnh viện giáo hội tốt hơn rất nhiều so với các bệnh viện phổ thông, mỗi một phòng bệnh đều có nhà tắm riêng, trước hết Karen đi tắm một cái, sau đó nằm dài trên giường, đặt tan còn đang ngủ say ở bên cạnh cái gối, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ một giấc, ngủ thẳng tới buổi chiều ngày thứ hai. Lúc tỉnh lại, Karen cảm thấy mình còn có thể ngủ tiếp, nhưng quá đói bụng. Anh đưa tay sờ sờ pan bên gối, con mèo này còn đang ngủ say, vài ngày trước đó ăn thuốc bổ xem ra là rất có tác dụng, đầy đủ để tiêu hao trong lúc ngủ. Karen ôm pan ra ngoài, vừa lúc gặp Richard đi tới từ hành lang cùng với một đống thức ăn. Cùng ăn đi, Karen. Richard cười nói. Được rồi. Để Karen không nghĩ tới đó là, mọi người lúc này đều đang tụ tập ở trong phòng bệnh của philomen chờ đến lúc karen bước vào rõ ràng cảm giác được bầu không khí có chút xấu hổ philomen nằm ở trên giường bệnh tay phải bị bao phủ bởi một lớp thạch cao đang nhíu mày rõ ràng cô cũng cực kỳ không thích ứng với cái không khí nhiệt tình này nhưng mọi người vẫn là cực kỳ cố chấp tới đây để biểu lộ sự quan tâm sau đó cũng không thèm để ý đến cảm xúc của cô bày những đồ ăn mua tới ở đây rồi bắt đầu ngồi ăn Ashley chủ động đi đút cho philomen ăn philomen vốn muốn từ chối cô còn có một cánh tay lành lặn có thể tự mình ăn nhưng thấy karen cũng đang ngồi ở đây chỉ có thể để cho ashley đút mình ăn ngoan ăn nhiều một chút như vậy cơ thể mới mau lành ashley vừa cho ăn vừa cười nói thật ra trước đây ashley rất không ưa philomen cùng là nữ đối với người có tác phong như philomen cũng không có thiện cảm gì nhưng đãi ngộ là dựa vào thực lực mình mà giành lấy được tựa như là karen lúc trước ở trong tiểu đội chó săn chỉ cần ngươi đủ mạnh có thể trợ giúp đồng đội của mình sống sót thì mọi người tự nhiên sẽ thay đổi thái độ đối với ngươi đợi đến khi mọi người đều đã ăn xong karen mở miệng nói nhiệm vụ lần này lợi ích không nhỏ đợi sau khi trở về thì đem đến chợ đen xử lý sau đó sẽ phân phối cho mọi người alfred đeo theo băng bó trên tay đứng lên nói xin mọi người yên tâm tôi sẽ xử lý nhanh thôi Karen tiếp tục nói, có một vấn đề, vẫn là dựa theo yêu cầu ngay từ đầu, nhất định phải là giữ bí mật tuyệt đối. Ta biết người của Nguyệt Nữ Thần Giáo đã xuất hiện ở đó là một chuyện không bình thường, nhưng bọn chúng đều đã chết sạch, mà hiện tại trật tự Thần Giáo chúng ta đang cùng Nguyệt Nữ Thần Giáo đàm phán. Chúng ta nếu như có đưa sự kiện này lên trên báo, thì phía trên cũng sẽ đè xuống, nhưng mà ta vẫn sẽ điều tra về sự kiện này, chờ sau này có kết quả, ta sẽ thông báo cho mọi người biết tất cả mọi người nhẹ gật đầu lúc này phía ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào một cô y tá đứng ngoài cửa ngài karen có người tìm ngài karen đi khỏi phòng bệnh đến trước quầy trực y tá trông thấy neo ngồi ở trên xe lăn bị fanny đẩy đến đội trưởng sao ngài lại tới đây karen có chút ngoài ý muốn cũng có chút vui mừng neo thở dài nói nguy rồi là đầu óc của cậu ta bị thương nên có vấn đề rồi sao Fanny mở miệng nói, trung đội trưởng là đang lo lắng cho cậu nhưng mà Karen này, trong cậu hình như cũng không bị thương gì cả. Tôi không sao. Fanny, ta và Karen trò chuyện riêng một chút. Vâng. Karen đi đến bên người Neo, tiếp lấy xe lăn từ tay Fanny, đẩy Neo đẩy đến phía sân ngoài khu giường bệnh. Hai người gần như đồng thời nói, có chuyện tôi muốn nói trước. Neo cười nói, cậu nói trước đi. Karen mở miệng nói, Tin tình báo về nhiệm vụ lần này là mồi câu cá được ném ra ngoài do người của Nguyệt Nữ Thần Giáo. Lúc chúng tôi chuẩn bị rời khỏi lăng mộ thì bị bọn chúng tập kích, nhưng mà chúng ta giết ngược lại toàn bộ bọn chúng. Đúng dịp quá nhỉ, ta vừa nhận được thông báo, thần tử của Nguyệt Nữ Thần Giáo sẽ tự mình dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm thành phố Giót. Tiểu đội của cậu được gọi tên để trở thành đội bảo vệ cho đoàn đại biểu đấy. Thật đúng là thần kỳ đấy. Không phải sao, cậu vừa giết người của người ta, tiếp đó còn phải quay đầu đi bảo hộ người của bọn họ cho nên thế giới này vẫn luôn kỳ lạ như vậy may mắn nhiệm vụ lần này mặc dù có rất nhiều người bị thương nhưng không có người chết nhìn từ trên mặt lợi ích vẫn là kiếm lời kha khá thế nào nếu như có người chết thì cậu sẽ có ý định khác đúng thế ý nghĩ như vậy vẫn còn có chút cực đoan làm việc phải có quy hoạch không được phép dựa theo cảm tính cần phải lý tính tôi cảm thấy rất kinh ngạc ngài thế mà tới đây để khuyên tôi không nên làm việc một cách cực đoan sao cho tới nay người làm việc tùy theo cảm tính và cực đoan nhất vẫn chính là ngài đấy neo lắc đầu nói ta thì không quan trọng có đôi khi không phải ta cảm thấy trong cuộc sống mình thiếu đi sự kích thích và những điều thú vị mà là nếu mất đi những thứ này ta cảm giác bản thân mình cũng không thể nào tồn tại được nhưng cậu thì khác biệt con đường mà cậu đi bây giờ rất tốt tương lai sẽ còn tốt hơn về sau chắc chắn là có thể phát triển lên một bước mới, nếu như mất đi, thì thật sự rất đáng tiếc. Karen nghe được sự quan tâm từ trong lời nói của Neo, vị trung đội trưởng này mặc dù bây giờ có chút không đứng đắn, nhưng không cách nào phủ nhận rằng hắn ta đối xử với mình rất tốt. Tôi đã biết. Được rồi, ta biết thật ra cậu cũng chả nghe lọt tai đâu, nhưng cũng không quan trọng. Neo lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ, đổ từ bên trong ra ba viên nhộng, ném vào trong miệng, karen hít mũi một cái hỏi thuốc kích thích thần kinh từng đúng vậy có đôi khi cảm thấy không có tinh thần nên dựa vào cái này để nâng cao tinh thần một chút dùng nhiều đối với cơ thể cũng không tốt cậu có phải còn sẽ nói rằng ta sẽ nghiện hay không yên tâm đi loại thuốc có thể để cho ta nghiện ta không dám hứa chắc là sẽ không có nhưng ta dám cam đoan rằng bản thân mình sẽ không nỡ tiền mua nó ngài nói nghe cũng có lý lắm đấy tới đây kể lại những gì cậu gặp trong lần nhiệm vụ này xem nào. Karen vừa đẩy xe lăn vừa kể, sau khi đã kể lại xong toàn bộ, hai người đã ra khỏi bệnh viện, đi tới bên cạnh một dòng sông nhỏ ở ngoài bệnh viện. Tan phổ là thành phố công nghiệp nên ô nhiễm rất nghiêm trọng, bên trong không khí có lẽ cũng vì vậy mà có thêm một lớp bụi than siêu mịn, con sông này cũng đã sớm biến thành màu đen và bốc mùi, nhưng hai bờ sông vẫn có một thảm thực vật rất tươi tốt. Các loại rùi mũi mở tiệc đứng ở bên trong cũng giống như là con người vậy, mặc kệ là tự nhiên vẫn là do cố ý, cho dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào thì vẫn luôn có thể tìm được một tư thế thích hợp để nằm nghỉ lưng. Karen sờ lên góc áo của thần bào đang mặc trên người, khởi động một trận pháp mini xua đuổi côn trùng. Neo mở miệng nói, ta vẫn thật không nghĩ tới rằng, ở sâu trong lăng mộ của gia tộc công dơ lại có thể có nhiều thứ thú vị đến như vậy. Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới. Ta càng không có nghĩ tới. Cậu vậy mà đưa ra một kế hoạch lớn như vậy, cậu cảm thấy mình và vị Gandiro kia không có gì khác nhau à? Không có. Không, là có. Neo chỉ chỉ con sông hôi thối ở phía dưới, ông ta đang chạy ở trên bờ, còn cậu thì bơi ở dưới nước sông đấy. Đều là đang tìm cách để tiến lên, không phải sao. Nhưng cửa ra lại ở dưới đáy sông. Cách thức nói chuyện ngày hôm nay của ngài để người khác cảm thấy rất mệt mỏi đấy. Ha ha, khó có khi ta trở nên đúng đắn như vậy đấy, đúng rồi, nếu như ngày nào đó ta chết đi, thì cậu sẽ đưa ta vào trong quan tài hay không? Karen trầm mặt. Thế nào, cậu đang sợ sau khi ta nhận được lời xác nhận của cậu thì sau này sẽ làm việc càng thêm không kiên nể, sẽ càng không có giới hạn, lo lắng một ngày nào đó ta thật sự sẽ tự chơi chết mình sao? Được thôi, mặc kệ như thế nào, cảm ơn cậu đã quan tâm. Không phải, tôi là đang tính toán chi phí để mua quan tài và phí duy trì bảo dưỡng quan tài mỗi ngày cân nhắc là nên tính phí thuê tháng hay là phí thuê hàng năm đối với ngài cậu cũng tính toán như vậy đối với những người khác à không là vì địa vị của ngài trong lòng tôi khá đặc biệt bọn họ cũng không có cách nào để có thể so sánh cùng với ngài ha ha karen tiếp tục đẩy neo tiến lên phía trước có một cửa hàng bán đồ ăn khuya lúc này đang bán xúc xích nướng neo mở miệng hỏi có đem theo tiền không có mua hai cây đi ta thấy đói bụng được rồi karen đi đến trước mua xúc xích nước xoay người đi về bên cạnh neo neo duỗi hai tay ra cầm lấy cả hai cây xúc xích nướng phát ra tiếng cười hà hà một cái tay khác của karen cầm theo một cây xúc xích nướng từ sau lưng cắn một miếng neo nhìn thấy nhún vai nói hài thật không thú vị Hai người vừa ăn xúc xích nướng vừa lượn vòng quanh tường của bệnh viện, chuẩn bị trở về từ cửa sau của bệnh viện. Neo bỗng nhiên mở miệng nói, bây giờ cậu sẽ cảm thấy mê mang sao? Sẽ không, bởi vì gần đây tương đối bận rộn. Đúng vậy, bận rộn dù không thể giải quyết phiền não, nhưng có thể để 99% phiền não không có thời gian ảnh hưởng đến mình, giống như chính phần những sự mất ngủ ban đêm có thể dựa vào việc tiêu hao toàn bộ thể lực lúc ban ngày để giải quyết ngài đang mở đầu câu chuyện cho việc gì nữa đấy à cảm thấy rất rõ ràng sao đúng gần nhất ta nhận được một tin tức là nhận được từ phía bơ tha có một băng nhóm tàn dư ánh sáng đang tổ chức một cuộc tập kích mục tiêu chính là khách sạn ankara karen thở dài hỏi ai lần này lại là bị ai lợi dụng thế không rõ ràng có thể là nguyệt nữ thần giáo có thể là những thần giáo khác cũng rất có thể là do trật tự thần giáo Bọn họ cũng không nhận ra được bài học gì sao Bọn họ cũng không có cách nào khác Tàn dư ánh sáng sợ nhất không phải là thất bại Mà là bị thế nhân lãng quên Có đôi khi biết rõ trước mặt là hố lửa Vẫn như cũ chắc chắn phải nhảy xuống Bởi vì nếu như bọn họ không thử làm việc gì đó Thì bọn họ sẽ dần dần trở nên giống như bích thần giáo Ít ra Trilisa còn tạo ra được sóng gió gì đó Lúc nào mà thần ánh sáng cũng khuấy ra được sóng gió gì đó thì đó mới gọi là đặc sắc. Neo lấy ra một chiếc khăn tay vừa lau vừa tiếp tục nói, hành động lần này ta sẽ cho bơ tha đào sâu tìm hiểu, tranh thủ có thể tìm hiểu được một vài thông tin chính xác. Nếu như chỉ có chuyện này thôi thì có vẻ cũng không đáng giá để trung đội trưởng ngài cố gắng mở đầu dẫn dắt câu chuyện như vậy. Chỉ có chuyện này thôi, nhưng lần này người phụ trách dẫn dắt đám tàn dư ánh sáng kia cũng không phải là một người bình thường, một người đã mất tích 60 năm vừa mới trở về, tên của ông ta là Jack Ecoli. Nếu như ông ta không phải mất tích vào lúc còn là trẻ sơ sinh thì bây giờ chắc là ông ta đã rất lớn tuổi. Có lẽ vậy, nhưng nơi mà ông ta mất tích, hụt. neo ho khang một tiếng, ta vẫn luôn điều tra về nơi chôn cất của thần, chuyện này cậu cũng biết, nghe nói, trước khi ông ta mất tích, đã từng hô hào muốn đi tìm nơi chôn cất của thần, đến đó tìm kiếm sự trợ giúp từ thần linh, phục hưng lại ánh sáng thần giáo. Ở trong kỷ nguyên trước, thần ánh sáng và thần trật tự đều đã từng đi giải quyết bạo loạn ở nơi chôn cất của thần thần ánh sáng thì chọn lựa phương thức tương đối ôn hòa trấn an nơi chôn cất của thần đợi đến sau khi ánh sáng phai mờ trật tự trỗi dậy phương pháp xử lý của thần trật tự chi tiên đối với nơi chôn cất của thần thì càng mang tính trật tự cuối cùng thần trật tự đã dứt khoát phong ấn triệt để nơi chôn cất của thần đẩy nó vào trong hư không để tiến hành trục xuất vĩnh viễn con chó nhà mình từng hỗ trợ thần trật tự làm việc cũng tương tự như thần trật tự phụ trách giết người còn nó thì phụ trách đem chôn nhưng mà con chó nhà mình từ trước đến nay cũng không thành thật vậy mà vụn trộm giữ lại tọa độ để bản thân cảm ứng được ngài đang nghi ngờ rằng ông lão tên dách kia đã tìm được nơi chôn cất của thần hắn trở về từ nơi đó sao có khả năng này không phải sao tôi cảm thấy khả năng này cũng không lớn karen nói anh vẫn tin tưởng con chó ở nhà mình hơn được rồi nhưng mặc kệ như thế nào cũng đáng giá để xem trọng bởi vì việc này có chút quá tại suôn sẻ kế hoạch suôn sẻ giữ bí mật suôn sẻ lời đồng suôn sẻ tất cả đều có vẻ quá bình thường cảm thấy có giống nhiệm vụ lần này của cậu không nhiệm vụ lần này người câu cá vứt mồi câu xuống kết quả phát hiện mồi câu quá nặng làm bản thân mình chết đuối dưới sông tóm lại ta có cảm giác này lúc cậu làm nhiệm vụ bảo vệ phái đoàn phải cẩn thận tin tưởng dự cảm của ta đi nó còn chưa từng xuất hiện sai sót đấy. Tôi đã biết, đội trưởng. Karen đẩy neo vào trong bệnh viện. Đúng rồi, thuộc hạ của cậu còn cần thời gian bao lâu mới có thể khôi phục. Việc trị liệu sơ cứu rất kịp thời, không có nguy cơ bị ô uế, còn về vết thương bên ngoài thì rất nhanh. Từng, về thời gian chắc hẳn là kịp, khoảng cách tới khi thần tử của nguyệt nữ thần giáo đến thành phố Giót, còn khoảng chừng 10 ngày, đã đủ để các ngươi dưỡng thương. Lúc này, Fanny đi tới, bẩm báo nói. Trung đội trưởng, bên phía Gandhi vừa gọi điện thoại tới báo cáo tin tức, bọn họ cần chi viện. Neo có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta thật sự là cảm thấy cái tên Gandhi này ngoại trừ ngoan ngoãn nghe lời ra thì cũng chẳng còn ưu điểm nào khác, báo cho Gray, để hắn dẫn người đến chi viện đi. Đúng, trung đội trưởng. Karen cúi đầu hỏi, chuyện gì? Gần đây ở trong phạm vi thành phố Giót xảy ra mấy vụ án thần bộc của trật tự thần giáo mất tích, tiểu đội Gendy đang phụ trách điều tra việc này. Có nghiêm trọng không? Trước mắt còn không nghiêm trọng, mất tích chỉ là thần bộc, cụ thể còn phải xem tình hình của việc này phát triển ra sao. Được rồi, ta phải trở về, chừng nào thì cậu dẫn đội trở về. Nếu như không có chuyện gì khác mà nói thì tôi nghĩ phải mấy ngày nữa. Nếu như có chuyện thì ta sẽ thông báo cho cậu. Được rồi, trung đội trưởng, nhưng mà ngài phải ngồi xe mà về à. Đương nhiên, bây giờ ta đang ngồi xe lăn thì cũng không có chuyện gì khác có thể làm, ngồi xe thì tiền xăng rẻ hơn, đầu óc bị nước vào thì mới bỏ phiếu điểm để dùng trận pháp dịch chuyển. Đúng vậy, tôi cực kỳ đồng ý. Cho nên, nghe được lời ta nói, không phải cậu nên chủ động đứng ra nói mình sẽ bỏ tiền để cho ta dùng trận pháp dịch chuyển để cho trung đội trưởng đang bị trọng thương của cậu có thể nhẹ nhàng và nhanh chóng trở về thành phố giót để dưỡng thương hay sao? Karen móc ra một tờ tiền giấy mệnh giá 100 rêu, đặt ở trong tay Neo, nói. Tất nhiên, đây là tiền để động viên ngài. Neo trở về, Karen đi một mình trở về khu giường bệnh. Trong phòng bệnh của Philomen vẫn náo nhiệt như cũ, từ cửa sổ thủy tinh của phòng bệnh có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mất kiên nhẫn trên mặt của Philomen. Chờ Karen trở về, Philomen thu lại vẻ mất kiên nhẫn trên mặt, những người khác cũng đã về phòng bệnh của mình, nhưng Ashley, Blum, Richard và Ventura còn đang ngồi ở trên giường của người nhà bệnh nhân để đánh bài. Karen đi qua ôm lấy Pan đang ngủ say, nhắc nhở, có lẽ các ngươi cũng nên suy nghĩ để người khác nghỉ ngơi. Richard thì lắc đầu nói, không có chuyện gì, tôi đang đánh bài thay cho Philomen, thắng được rất nhiều. Phiếu điểm Không, là rêu. Vậy thì đánh tùy ý đi. Đúng vậy, đội trưởng. Karen ôm Pan trở về phòng bệnh của mình, sau một lát, có lẽ là sòng bài bên kia đã tan cuộc tri chắc đi đến cầm trong tay hai quả chuối tiêu ha ha cô y tá ở quầy trực cảm thấy tôi hài hước nên cố ý đưa cho tôi hai quả chuối tiêu này nói xong tri chắc nhìn thấy trong hộp tủ của karen có để một giỏ trái cây lớn à tri chắc chẹp chẹp miệng một chút thôi được rồi dù sao thì cậu ta cũng đã quen karen anh không cảm thấy cô đơn sao không cô đơn karen nằm lên giường cậu thấy cô đơn à? Có một chút. Vậy cậu có thể đến phố điểm tâm ở thành phố Tan Phổ để dạo chơi một chút, nghe thử câu chuyện cuộc đời của bọn họ. Không phải là kiểu cô đơn kia. Tri chắc ngồi xuống ở bên giường Karen, vừa ăn chuối tiêu vừa nói, tôi cảm thấy tôi phải tìm một chỗ đứng cho riêng mình ở trong tiểu đội của chúng ta. Bây giờ vị trí của tôi rất lúng túng, trên phương diện trận pháp thì có Memphis và Max, trình độ của bọn họ đều cao hơn tôi rất nhiều, trị liệu thì có blanc cô ấy là mục sư nên hiệu quả trị liệu cũng cao hơn tôi cậu là đa tài nơi nào cần thì đi nơi đó cũng rất tốt mà anh đang an ủi hay là khen ngợi tôi vậy khen ngợi tốt a vậy thì tôi tin nhưng tôi cảm thấy có một vài năng lực tôi có thể khai phá và tăng cường thêm ví như là jerry jerry là ai tôi đặt tên cho con côn trùng đáng yêu trong người tôi tôi cảm thấy năng lực của nó còn có thể cường hóa và mở rộng thêm một bước đợi sau khi trở về cậu đến xin cha cậu đánh cậu vài trận là được rồi không tôi không phải là đang có ý đó ý của tôi là ta có thể xin cha mẹ của Ashley giúp đỡ hay không anh biết đấy bọn họ có nghiên cứu về phương diện này nói không chừng thì có thể Richard ừm con côn trùng nhỏ này của cậu không thể lộ ra ngoài ánh sáng cậu có thể tín nhiệm Ashley nhưng cũng không bao gồm cha mẹ của cô ấy. Được rồi, tôi đã hiểu. Ta sẽ giúp cậu để ý, chờ tin của ta. Karen dự định lần sau có cơ hội thì tìm Neo hỏi một chút, trong đầu của Neo có ký ức của Philiac, nói không chừng phương án phát triển tiếp theo dành cho con côn trùng này. Ừm, Karen, vậy thì tôi không còn chuyện gì nữa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.